Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em. Thì hôm nay em lại xin giới thiệu cho các bác ba cái mẫu quần áo bắt ong rừng, hàng cao cấp, hàng phổ thông. Thì để cho các bác chuyên đi bẫy, đi bắt ong rừng. Thì bây giờ đang đến mùa bắt ong rừng rồi các bác nhé. Thì để các bác cập nhật được, hoặc là các bác có thể là tìm hiểu kỹ về sản phẩm, cũng như là các bác chọn cho mình một bộ quần áo bắt ong rừng để các bác đi bắt ong cho nó an toàn và hợp túi tiền cho các bác chơi. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu về cái bộ đầu tiên các bác nhé. Đây là cái bộ của mẫu quần áo phổ thông để cho các bác đi bẫy, đi bắt ong. Phụ kiện thì phụ kiện đầy đủ không nhá. Đây là cái một cái bộ găng tay này bằng da này, và một cái khẩu trang chống độc các bác nhá, và một cái kính và một cái mũ các bác nhá. Em giới thiệu từ từ. Thì cũng có thời điểm này nó về thì nó tùy theo túi, túi xanh, túi đỏ các bác nhá, túi vàng. Và đây là cái mẫu túi đen. Thì chủ yếu là không quan trọng là cái mẫu túi, chủ yếu là cái chất liệu, chất liệu bộ áo mưa, bộ vải. Đây là cái bộ này thì màu xanh bạc các bác nhá. Đây, chất liệu bằng vải bạt này. Đấy, vải bạt. Bộ này thì không ủng các bác nhá, găng tay rời. Đấy, găng tay rời. Khẩu trang thì đầy đủ hết, mũ, kính. Bộ này thì nó trên đỉnh mặt này, các bác nhá. Đây các bác soi kỹ đây. Trên đỉnh mặt các bác nhá là nó bằng tấm vải thép. Và đây là hai cái ô thoáng ở đằng trước ngực. Đấy, và đằng sau thì nó không có ô thoáng. Bộ này thì găng tay giờ nhá. Đấy, kính mũ đầy đủ hết các bác đấy. Thì nó khóa liền. Đấy, và đây cái tấm dán này, rất chắc chắn, và đây kéo khóa lên. Vì thời tiết mùa ở ngoài Bắc bây giờ mấy nay nó đang nắng to các nhá, nên là em không giới thiệu mặc. Thì cũng rất nhiều video em đã giới thiệu rồi. Và tiếp tục giới thiệu cho các bác, đây là cái mẫu quần áo bắt ong rừng hàng cao cấp hơn, chất lượng này. Bộ này bằng cao su các bác nhá. Bộ này dày dặn hơn và an toàn hơn. Bộ này thì phụ kiện đi gồm có này, đôi găng tay này, mũ này, kính này, và khẩu trang chống độc các bác nhá. Đầy đủ luôn. Đấy, có mũ đỏ, mũ vàng tùy theo nó từ thời điểm. Đây phụ kiện thì bộ này thì rất là dày dặn, nặng 4,5 cân các bác nhá. 4,5 kg. Bộ này thì áo liền ủng liền găng tay đầy đủ luôn. Đây. Bộ này thì găng tay liền các bác nhá. Đấy, găng tay liền bằng da màu xanh này. Đấy. Và chất liệu thì bằng vải da và tráng một lớp cao su rất là dày dặn các bác nhá. Đây. Ủng lên. Ủng rất là dày dặn luôn. Có đủ các size, từ size nhỏ đến size to. Các bác mua sản phẩm thì cứ alo cho shop, cho shop số đo chiều cao cân nặng thì shop sẽ gửi hàng cho đúng các bác mẫu quần áo mà bác mặc cho nó vừa vặn. Trên đỉnh đầu cũng rất nhiều ô thoáng các bác nhá. Và trên đỉnh mặt này cũng rất nhiều ô thoáng, và đây là hai cái ô thoáng ở giữa ngực. Bộ này cũng rất là dày. Đây các bác nhá, đây là tấm dán rất chắc chắn, đây có khóa đây. Bộ này thì ở đằng sau cũng có ô thoáng các bác nhá. Đây đằng sau rất là dày luôn. Nên là các bác mua. Và tiếp tục giới thiệu cho các bác, đây là cái mẫu hàng năm nay. Cái mẫu sản phẩm mới nhất là năm nay đây. Cái mẫu này thì nó không có túi đâu các bác nhá, đựng trong túi da, cái tấm vải bao. Đấy, đây bộ này hàng cao cấp nhất này. Đây, cái mẫu này thì rất, đây cái mẫu này thì bằng vải bò cao cấp các bác nhá, vải bò cao cấp. Mẫu này là mẫu thủ công, may thủ công các bác nhá. Đấy, nên là chất lượng thì tương đối là ok luôn. Đây, đây là cái găng tay liền cũng bằng da các nhá, găng tay liền. Và trên đỉnh đầu thì là nó không ô thoáng, nên hai tay có cái ô thoáng thôi các bác nhá, hai tay này. Và trên mặt này, mặt nó có tấm lưới bằng thép, bằng chất liệu bằng inox các bác nhá, không thể han được. Và trên trên đỉnh mặt này thì nó có một tấm kính mica để các bác không cần đeo kính, hoặc các bác có thể mua thêm đôi kính nữa thì càng an tâm. Chất liệu thì tương đối là dày dặn. Bộ này chất lượng ong không thể rút kia. Tấm dán các bác nhá. Đấy, tấm dán. Đấy. Và đây là cái khóa của nó này. Khóa này rất là dày dặn luôn. Khóa này không suy nghĩ. Đây, và đằng sau nó có một ô thoáng này. Ô thoáng này, và tấm nhựa và tấm inox. Nên là ong không thể xuyên được. Bộ này thì rất là an tâm. Bộ này thì anh em trèo cây bắt những ổ ong trên cao thoải mái luôn, không sợ rách. Nên là yên tâm, an toàn gần như tuyệt đối các bác nhá. Các bác cứ trèo cao, shop xin chiều cao là mặc vừa hết.
Vì anh em cao 1m6 thì báo với xốp là 1m6 thì em gửi cho các bác 1m7. Mà anh em cao 1m7 thì báo với xốp là xốp gửi cho 1m8. Mà cao 1m8 thì gửi cho 1m9. Nó có nhiều size. Nên là các bác mua sản phẩm nào thì alo cho xốp để đặt hàng. Xốp thì đến từ Tân Yên, Bắc Giang. Anh em nào gần nhà thì có thể qua nhà lấy, còn các bác ở xa thì em gửi qua ngành bưu điện. Hàng ship COD toàn quốc. Các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nhân viên bưu điện. Nên là rất mong là các bác xem kỹ video và đừng quên đăng ký kênh, ấn vào quả chuông để ủng hộ shop. Các bác đừng quên like và share để ủng hộ shop. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.